xin chúc mừng Đại học Bảo Lộc Dream Center. Trái với phong cách chi tiêu thường thấy của chim chúa, cho xe 7 tỷ, building triệu đô, hay những chiếc máy tập gym đẳng cấp 400 triệu. Nhưng chỉ chi 50 triệu cho buổi khai trương hoành tráng tại Thor Gym quận 9. Vì sao lại có sự đối lập vô lý đến như vậy? Đội ngũ chuẩn bị là nhân sự BBT mà không phải agency. Với khai trương lần này, yêu cầu của Di Nguyễn đặc biệt hơn những sự kiện lần trước. Khác với các sự kiện trước, buổi lễ khai trương Thor Gym Center quận 9 hoàn toàn là do tập thể BBT lên chương trình và chuẩn bị. Luôn theo sát, chỉ đạo, khắc phục sửa đổi. Anh muốn tôi luyện cho tập thể của mình chuyên nghiệp hơn, sẵn sàng đảm nhận những sự kiện quan trọng sắp tới. Không chỉ là Thor Gym quận 9, mà sắp tới đây là quận 7 và những chi nhánh tiếp theo trong tương lai gần. Duy Nguyễn cùng với team marketing lên kế hoạch chi tiết cho chuỗi sự kiện buổi khai trương. Để đảm bảo cho mạch chương trình luôn vận hành theo sát timeline, chính anh phải cân đối thời gian và điều phối nhân sự một cách chi tiết nhất. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với buổi khai trương đơn giản của Thor Gym quận 9. Để đảm bảo được kết quả truyền thông, không bỏ sót bất kỳ một khoảnh khắc đáng giá nào và luôn vận hành một cách tốt nhất, phòng media đảm nhận một vai trò vô cùng quan trọng trong sự kiện lần này. Chính vì vậy, lần này Duy Nguyễn đã tăng cường thêm một đội media để phụ trợ. Hoa, một đặc trưng của Duy Nguyễn. Hoa khai trương, một đặc trưng của Duy Nguyễn. Bất cứ khai trương chi nhánh nào của anh cũng đều được trang trí một không gian hoa khai trương riêng biệt. Hoa được đối tác và người hâm mộ gửi từ khắp mọi miền. Với hơn 40 đối tác là nhà phân phối trong nước, trải dài từ Bắc, Trung, Nam đã tạo nên một không gian lộng lẫy, ngập tràn hương hoa. Ngoài ra, trong lần khai trương này còn có rất nhiều hoa chúc mừng từ các đối tác và người hâm mộ đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Đối với anh, không gì có thể trang trí đẹp bằng chính những tình cảm của mọi người đã dành cho anh như vậy. Duy Nguyễn Tour. Giữa sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường gym Việt Nam, các phòng tập đua nhau mọc như nấm, Thor Gym Center vẫn ra đời một cách cạo nghệ, uy phong. Khát vọng mãnh liệt của chim chúa là xây dựng hệ thống phòng tập chất lượng, đẳng cấp, phục vụ cho cộng đồng gymmer. Xuất phát từ một người yêu gym, giá trị cốt lõi về tập luyện được anh đặt lên hàng đầu. Anh đặt toàn bộ tâm ý của mình để phát triển một hệ thống phòng tập chuyên nghiệp với hệ thống máy móc hiện đại bậc nhất. Và hôm nay, chính anh là người dẫn mọi người trải nghiệm tâm huyết của mình được đầu tư xây dựng trong suốt thời gian qua. Không khí ngày khai trương. Buổi khai trương Thor Gym quận 9 có thể nói là một buổi gặp mặt của những người yêu gym thực thụ, những người cùng chung một niềm đam mê tập luyện và cống hiến. Và thời khắc quan trọng cũng đến, tất cả mọi người hòa cùng vào tiếng đếm đón chờ khoảnh khắc quan trọng của tập thể BBT. Xin chúc mừng Đại học Bảo Lộc Dream Center. Và những phát biểu đậm chất Duy Nguyễn. Và hôm nay, 20 giờ 20 phút ngày 20 tháng 10 năm 2020. Ngoài sự kiện chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam, chúng tôi trân trọng tuyên bố khai trương tòa nhà gym với thương hiệu Thor Gym quận 9 THOL thể hình online.
Chi Nguyễn Power. Những tuyên bố. Sự thành công của Vinhomes quận 9 cũng là kết quả cho sự cam kết hỗ trợ tuyệt vời hệ thống đại lý BBT khắp mọi miền đất nước Việt Nam, cũng như hiện thực hóa những hợp đồng giá trị thương mại triệu đô với những đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực SIM đến từ USA, EU và Taiwan. Chỉ có chúng tôi, BBT mới là đối tác tầm cỡ, có tâm giúp các bạn phát triển tại Việt Nam. Và mục tiêu của tương lai, để BBT từ đó nhìn lại mình, thấy được những khuyết điểm, những hạn chế, để từ đó khắc phục, phát triển để trở thành một đế chế SIM không thể bị đánh bại. Có thể thấy, khai trương của BBT không múa lân, không dài dòng, không soạn sẵn, cũng không cổng chào. Nhưng BBT vẫn luôn là doanh nghiệp dẫn đầu ngành gym và supplement, đem lại những giá trị sản phẩm dinh dưỡng thể hình tốt nhất cho cộng đồng gymmer. Đây mới là Duy Nguyễn, một CEO ngông nghênh, khác biệt nhưng luôn tạo giá trị thực tế. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.